Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là cái chậu cá cảnh của mình. Đây là không gian buổi tối các bạn ạ. Cứ ăn cơm xong này ra đây làm ấm chè ngồi thư giãn các bạn ạ. Chơi cái bể cá nho nhỏ như này nó cũng hay phết đấy. Cứ đi làm về tối đến làm ấm chè hoặc là ly cà phê ngồi ngắm cây ngắm cá các bạn ạ. Đây toàn xanh quê rồi các bạn. Toàn xanh quê rồi. Hôm nay đi làm về mua được cây hoa giấy cam các bạn ạ. Hôm nay mới lấy cây này, chiều nay đi làm về mới lấy cây này. Cái phần này nó khô hết rồi các bạn. Khô hết rồi. Nó ra được mấy cái rễ ở đây, còn cái thân này của nó là hỏng hết rồi, khô hết rồi. Hôm nay đi làm về gặp cây này rẻ nên là mua. Đấy, cái phần này nó khô hết. À, cái máy bơm này chia sẻ với các bạn là cái máy bơm này. Cái máy bơm này là mình mua ở trên TikTok. Nó có mấy nghìn rồi các bạn ạ. Mà bơm mình thấy khỏe phết đấy. Chạy cắm USB. Đấy.
cắm USB hoặc là cắm củ sạc điện mấy vôn. Mình thấy lọc hiệu quả phết, nước rất khỏe nhé. Có cái chậu cá như này nhiều lúc nó cũng hay phết các bạn. Thôi xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào video sau.